Bạn cũng có thể đưa channel của mình là kỳ đây. Hôm nay mình sẽ làm về một clip. Trước khi bắt đầu video, các bạn nhớ nhấn vào like, xem, đăng ký cho mình, nhấn vào cái chuông bên cạnh đó nha. Và các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn một trang web khai nhận kim cương nha. Các bạn cứ ghi cho mình đây, cái web này đây, nhận quà miễn phí. Các bạn vô là các bạn sẽ thấy cái này rồi. Đây, kim cương. Mình muốn nhận tiền, cứ nhận. Mình muốn nhận kim cương nên mình sẽ nhận kim cương nha. Các bạn nhấn vô nhận, nhấn vô đăng nhập Facebook. Thì mình sẽ vô Facebook của mình. Đây là mật khẩu và Facebook và em màn nha. Quên. Thì không biết sao nó không muốn để dấu trong cơm nữa, nên mình nhắn vậy nha. Và số điện thoại thì đây mình sẽ không chơi ra cho các bạn coi nha. Và các bạn nghe các bạn xong rồi chỗ nào đây. Rồi sau 24 giờ nó sẽ nha. Nó sẽ đưa nhận quà nha các bạn. Nha, đây. Và gửi xe sau 24 giờ nha các bạn. Và chúc mấy ba các bạn. Mấy ba. Nhớ qua trên nội Mimi TV có nha.